Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trump và Biden sẽ chiến nhau tại tòa. Vì diễn tiến và kết quả bầu cử của Mỹ hiện trường rõ ràng, điều đáng nói là cựu Phó Tổng thống Biden luôn dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump và tiến rất sát tới đích 270 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, nếu mọi việc suôn sẻ thì ứng cử viên Biden cũng chỉ kiếm được tối đa là 270 phiếu chứ không thể hơn. Con số rất xiết sao, chỉ cần một cú sẩy chân là lập tức Tổng thống Trump lật ngược thế cờ ngay. Nơi quyết định thắng bại kỳ này giữa hai ứng cử viên là bang Arizona. Nơi đây ai thắng thì người đó sẽ là Tổng thống nước Mỹ. Và hai phía đang giành giật chiến thắng ở bang này, làm kết quả bầu cử cho đến nay vẫn chưa công bố. Bang Arizona vốn ngả về ứng viên Biden từ nhiều ngày trước, nhưng lực lượng giám sát bầu cử ở Donald Trump đang tìm kẽ hở trong kết quả kiểm phiếu của bang này để quyết giành lại được 11 phiếu đại cử tri để cho Trump thắng cử. Đây là hình ảnh ban đầu ứng cử viên Biden có 264 phiếu đại cử tri. Kết quả kiểm phiếu tại bang Arizona đang dần có lợi cho Biden, nhưng sau đó kết quả đồng loạt rút lại, biến ứng cử viên Biden từ thế thắng sang thế giằng co. Và chắc chắn hiện nay ông Biden và ekip tranh cử của ông như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng là chiến thắng đã nằm trong tầm tay, nhưng Biden đã bị Donald Trump giật lại. Điều này được ví như cầu thủ Donald Trump đã ghi bàn phút bù giờ, đưa trận đấu tới hiệp 2 là hiệp phụ và nhờ có thời gian kéo dài mà phía Trump sẽ tìm cách chiến thắng. Qua cuộc vận động tranh cử và cách tìm kiếm chiến thắng trong tình thế hiểm nghèo như thế này, người ta mới thấy sức chiến đấu của ứng cử viên Donald Trump là quá dẻo dai và liệu rằng Biden có thể chiến thắng hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh sau đó ứng cử viên Biden chỉ còn 253 phiếu đại cử tri. Trước một đối thủ quá quyết liệt như Donald Trump thì đối thủ Biden không dễ gì có được chiến thắng dù rằng đang ở giữ thế rất lớn. Hiện nay tối cao pháp viện có số thẩm phán thân Cộng Hòa là 6 người trong 9 thẩm phán là một lợi thế nếu Trump kiện cáo. Và liệu có gian lận trong công tác bỏ phiếu hay không là câu hỏi cũng được đặt ra. Theo nguyên tắc phía thất thế, luôn tố phía thắng thế là gian lận. Không vì lý do gian lận thì không thể nào buộc đơn vị bầu cử ở bang Arizona phải kiếm phiếu lại cả. Cơ quan mà quyết định có kiểm tra lại phiếu hay không chính là tòa án chứ không phải Tổng thống. Vậy nếu thấy có gian lận thì trách nhiệm của phía Tổng thống Donald Trump phải thu thập bằng chứng và đệ đơn để kiện. Với tình hình như hiện nay thì hết 90% là Trump sẽ đưa Biden ra tòa để tranh chấp tiếp. Tuy nhiên khi được tòa chấp nhận đơn kiện thì việc phán quyết của tòa là có kiểm phiếu lại hay không. Nếu không thể kiểm phiếu lại thì xem như phía Tổng thống Donald Trump thua cuộc. Còn nếu kiểm phiếu lại thì không có nghĩa là phía Donald Trump thắng. Mà thắng hay không nó phụ thuộc vào lần kiểm phiếu lần 2. Nếu kiểm phiếu lần 2 mà vẫn không nghiêng về phía Trump thì Trump cũng thua. Nói tóm lại, nếu có kiện thì cửa thắng dành cho Trump vẫn không cao bằng cửa thắng của Biden. Đây là hình ảnh hai đối thủ Donald Trump và Biden đang sẵn sàng chiến đấu tại tòa. Thực ra, để có một chiếc ghế Tổng thống Mỹ, đôi khi một ứng cử viên nào đó bất chấp mà gian lận. Nhưng dù là gian lận thì ứng cử viên Tổng thống cũng không có quyền thao túng kết quả bầu cử như ở những nước độc tài. Những lời cáo buộc của bên này nhắm vào bên kia chỉ là cuộc chiến truyền thông, chứ không có ý nghĩa về mặt pháp lý. Để có sức mạnh pháp lý thì phía Donald Trump phải thu thập đủ chứng cứ rồi thừa kiện. Và lúc đó, những luật sư hai bên sẽ lao vào nhau, phía buộc và phía kia thì gỡ tội. Và phán quyết cuối cùng vẫn là hội đồng thẩm phán của tòa án. Nếu không có phán quyết, có kết luận của tòa, thì những lời cáo buộc trên truyền thông đều vô giá trị. Và câu hỏi đặt ra là liệu có cuộc chiến pháp lý giữa Biden chống lại Trump hay không? Hiện nay, Trump đang ở thế thua, thì chỉ có cuộc chiến pháp lý của phía Trump chống lại Biden, chứ chưa thấy có cuộc chiến ngược lại. Và việc Biden có chống lại Donald Trump hay không, nó phụ thuộc vào kết quả của việc kiểm phiếu. Nếu giả sử như có quyết định kiểm phiếu lại mà khi kiểm lại thì Trump lại thắng, thì lúc này ông Biden chắc chắn không thể ngồi yên mà chấp nhận mà ông cũng sẽ kiện ngược lại. Theo dữ liệu của hãng tin Reuters, trong quá khứ chỉ có một cuộc bầu cử tổng thống trước đây của Mỹ có kết quả do tòa án tối cao quyết định. Đó là cuộc tranh cử vào năm 2000 giữa Bush của Đảng Cộng Hòa và Al Gore của Đảng Dân Chủ. Cả hai người này lúc đó đang so kè quyết liệt tại bang Florida khi ứng cử viên Greg Bush con chỉ nhìn hơn đối thủ vài trăm phiếu. Tòa án tại Florida yêu cầu kiểm đếm lại phiếu bầu. Tuy nhiên,
Tòa án tối cao liên bang đã ra phán quyết cấm việc kiểm đếm lại. Điều này đã giúp ông George Bush giành chọn 29 phiếu đại cử tri của bang Florida, nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông lên 271 phiếu, hơn đúng một phiếu so với yêu cầu. Còn ông Al Gore lúc đó đã giành được 266 phiếu đại cử tri và có nhiều hơn số phiếu phổ thông so với đối thủ. Khi đó, ở bang Florida đã xảy ra cuộc rượt đuổi phiếu bầu ngạt thở. 1 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2000, số phiếu phổ thông của Bush hơn Gore là 100.000 phiếu. Đến 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì Gore chỉ còn thua Bush 2.000 phiếu. Kết thúc cuộc kiểm phiếu, Gore chỉ còn thua Bush đúng 200 phiếu. Không chịu thua, Gore kiện lên tòa án tối cao Florida và cho kiểm lại 61.000 phiếu bị nghi ngờ là gian lận trên khắp bang. Kết quả kiểm phiếu lại, Gore thua Bush là 300 phiếu chứ không phải là 200 phiếu và kết quả này có lợi cho Bush. Cuối cùng thì Gore cũng đệ đơn lên tòa án bang Florida đòi kiểm lại hết 6 triệu phiếu phổ thông. Điều này được tòa án bang đồng ý nhưng tòa án liên bang bác bỏ. Kết quả là Gore Bush đã chiến thắng ở bang Florida và giành được chức tổng thống Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh hai ứng viên tổng thống khi đó là George Bush và Al Gore năm 2000. Năm nay lại xảy ra hiện tượng suýt soát nhau sau 20 năm. Liệu rằng năm nay ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump có thắng một lần nữa như cách đây 20 năm hay không? Và rõ ràng hiện nay cửa thắng của Trump không cao bằng cửa thắng của Bush trước đây được vì số phiếu cử tri phổ thông kỳ này chênh lệch nhau nhiều hơn con số cách đây 20 năm. Tuy nhiên, chưa kết thúc cuộc bầu cử thì không có gì là chắc chắn cả. Và tại sao đương kim Tổng thống Trump lại bị rơi vào tình thế khó khăn như hiện nay? Tất cả những khó khăn hiện nay cũng là bởi vì căn bệnh cúm Vũ Hán. Trước khi dịch cúm Vũ Hán diễn ra, uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên rất cao nhờ chính sách thuế và việc làm cho người Mỹ, cùng với những đòn mạnh đánh vào đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Cơn đại dịch ập đến, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng có phần chậm trễ đã dẫn đến kết quả là nước Mỹ bị dịch nặng nhất và kéo theo đó là khủng hoảng kinh tế trầm trọng, làm cho thất nghiệp tăng vọt lên 13%. Chưa hết, dịch bệnh còn làm cho nước Mỹ có số người tử vong dẫn đầu thế giới. Và đó là lý do tại sao uy tín của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống không phanh, để bây giờ ông phải ở cửa dưới so với đối thủ Biden. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử từ ngày 3 tháng 11 ấy, có lúc tưởng như ông Donald Trump chiến thắng, nhưng sau cùng thất thế dần và rất đáng tiếc cho ông. Lúc đó, ngay sau khi kết thúc ngày bầu cử, ông Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng, đồng thời cảnh báo là sẽ có hành động kêu gọi pháp lý để điều tra xem có gian lận bầu cử hay không. Trước đó, trong một sự kiện tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự đoán rằng tôi nghĩ cuộc bầu cử năm nay sẽ kết thúc tại tòa án tối cao. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nhanh chóng có 9 thẩm phán. Việc thẩm phán Ruth qua đời cách đó không lâu đã khiến cho tòa án tối cao chỉ còn 8 người nên không thể nào ra phán quyết áp đảo trong các trường hợp hệ trọng và gây tranh cãi. Khi ấy, Tổng thống Donald Trump, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Graham và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ không tổ chức phiên điều trần ứng viên thẩm phán tối cao do ông đề cử, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quá trình bổ nhiệm và phê chuẩn sẽ rất nhanh chóng. Để phản ứng lại, Đảng Dân Chủ đã chỉ trích việc chính quyền của Trump muốn nhanh chóng bổ nhiệm thẩm phán tối cao trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Họ lo lắng phe Cộng Hòa sẽ không bỏ qua cơ hội một thẩm phán bảo thủ và tòa án tối cao làm lệch cán cân bảo thủ tự do tại cơ quan này. Cuối cùng, Thượng viện Mỹ vào ngày 26 tháng 10 đã chính thức phê chuẩn bà Amy Coney làm thẩm phán tòa án tối cao, một chiến thắng mang tính bước ngoặt nhưng cũng gây tranh cãi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm bầu cử. Đây là một lợi thế cho Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu xảy ra việc kiện cáo về phiếu bầu. Tuy nhiên, dù phe Cộng Hòa chiếm đến 6 trong 9 thẩm phán ở tối cao pháp viện, thì vấn đề chiến thắng phụ thuộc rất nhiều vào những chứng cứ thuyết phục. Nếu Tổng thống Trump không đưa ra bằng chứng thuyết phục, thì khó mà đánh bại đối thủ Biden. Và rất có thể Donald Trump sẽ là một trong ít các tổng thống chỉ làm một nhiệm kỳ. Điều này chắc chắn sẽ làm buồn lòng những người yêu Trump. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 năm 2020 với bản tin Trump và Biden sẽ chiến nhau tại tòa án. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.